Sửa chữa đồ điện Dũng Ngân, xin chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta đi xử lý cái đầu băng cối này. Cái đầu băng cối này là khách được bà chị ở bên Mỹ gửi về cho. Nhưng mà khi về gửi về cho thì có một con bóng, một con bóng điện tử nó rơi ra. Nó rơi ra ngoài. Và khách không dám khởi động, không dám bật. Đó, mình phải để cẩn thận vào trong này. Con này là con Robert à? Robert 770 à? Tiếng Anh mình nó hơi rốt cho nên là con này nó bình thường là bình thường nhỡ chiếc này nó sẽ cái húp nó sẽ nó cắm ở đây này. Nhưng cái này không có các bạn này. Khách lại mua cái húp khác rồi. Đây là Robert à, hay Robert thì 770, con này khá là đẹp. Nhưng mà khách báo là có một cái bóng là rơi, bóng điện tử là rơi ra. Con này nhìn giống con M8 quá. AK M8 quá. Đây. Quả bóng rụng trong máy đó. Khách gói rất cẩn thận. Bởi vì khách không dám tự ý cắm. Đây. Bóng điện tử. Và bây giờ chúng ta đi nhiệm vụ của chúng ta là sao? Máy này từ bên Mỹ về chưa cắm điện, chưa làm gì cả. Bởi vì khi mà một cái bóng nó rơi lăn lông lốc vào trong này là khách không dám cắm điện. Và khách đưa cho mình và mình sẽ là người cắm nó trở, bóng trở lại và sẽ khởi động kiểm tra luôn các bạn ạ. Con này không khác gì con M8 AK trước mình sửa. Cũng jack, cũng bấm vào đây, bấm jack. Đó. Forward giống hệt luôn. Và con này cũng có automatic tắt. Ồ, về cơ khí con này giống hệt con đấy. Không có gì khác, cũng có cái này. Ồ, cũng có cái cần này. Anh ấy băng chạy vòng qua đây à? Vòng qua đây à? Bởi vì mình hôm trước mình không biết cái cần này nó có tác dụng gì. Băng nó sẽ chạy vào đây. Chẳng lẽ nó vòng qua đây, xong ngược lên đây, xong vòng xuống á. Ngược lên đây, đây, cái cọc này này. Hôm trước mình sửa M8 mình không hiểu cọc này cọc gì, mình toàn là chạy băng từ đây thẳng ra đây thôi, đi qua cần này thẳng ra đây thôi. Nhưng bây giờ lại thêm có cái cọc này, không biết là có phải là băng lượn qua đây, lượn qua cọc này xong lại lượn này không, mình không hiểu khả năng. Nhưng mà cái trục này có vẻ là bé hơn này, cái trục Captan này nó bé hơn cái trục kia này, và cái bánh tì này nó rất là nhẹ, rất là nhạy nhá, nó không như con M8 rồi. Con M8 kiểu cổ quá rồi. M8 kia nó gọi là đồ đống nát rồi, cho nên là nó không được như con này. Đây, con này nó có Sita này, Nomura 14 này, Sita này, và tạ 32 này. Đó, chúng ta có thể chạy trách 14 này, chạy trách 32 này, con này 4 trách các bạn nhé. Sita Leo 4 trách này, và Sita Leo 2 trách này, nhưng mà bình thường nó để ở mà 2 trách này. Và con này là nó sẽ có hai tầng khuếch đại âm thanh và một tầng này nó y hệt con M8, hai tầng. Nào, bây giờ là cái con quan trọng là con đèn kia nó rụng ra ở chỗ nào. Cái mũi tên này là cái gì đây? Ai chà, con này thiết kế đẹp quá các bạn ơi. Hit output, free amp output, phone radio input, mic input, đây là line in này, mic in này. Hit output tức là đây như kiểu tap out này, free arm output tức là cái này là như kiểu là âm ly kéo thẳng ra loa phải, mình nghĩ thế. Ô, cái này là bong này. Cái này khả năng mình sẽ ra lấy silicone mình dán lại cho khách. Cái này nó dán bằng băng dính hai mặt đấy các bạn này, thì một thời gian nó bong và mình sẽ lấy silicone mình dán. Mà silicone đen thì cái này màu đen thì nó sẽ không bị lộ nhé. Kết hợp với cả băng dính bình băng dính hai mặt, xong rồi mình chấm silicone xong một đoạn băng dính hai mặt, nó sẽ dính rất là đều. Và nó khi mà silicone nó dính rồi này, nó coi như là vĩnh cửu không có bong này. Ở đây cái này nó có cái lò xo đây này đó, và cảm giác là cái lò xo này nó dỉ quá, mình sẽ tra dầu mỡ cho khách luôn. Coi như máy này từ Mỹ về là chưa sờ chưa động chạm gì đâu.
Khả năng khách tháo mặt trước quá. Nào chúng ta xem giao diện bên cạnh nào. Stereo output, vậy là đường output đây nữa này. Vẫn 4 đường. Đó. Ai da. Chất lượng nha. Sắt. Nào đây. Ôi giời, thiết kế đúng con M8 luôn. Nhưng mà con này đúng là hàng xách tay Mỹ, hàng gửi từ Mỹ về, chất lượng quá các bạn ạ. Nó phải long lanh như thế này mới bỏ con. Nó có đường nguồn in và đường nguồn out. Ai chắc là mình định tháo cái này ra nhưng mà khả năng cái này nó cảm giác này. Nào bây giờ đây mình đọc này. Robert Recorder Modern 770. Ô mất bị mờ mất cái serial number, bong mất cái tem serial number rồi. 120V, đúng hàng Mỹ các khác. 50-60Hz, 120W, 100W maximum. 2 full share, ranting 2 arm, tức là cầu trì 2A. Made in Tokyo, Japan, tức là con này sản xuất ở Nhật nhưng mà xuất Mỹ các bạn nhá. Nhưng mà mình nhìn cái tem này có vẻ là không ổn. Các bạn thấy không? Bên này này. Bên này cách cái mép này cao hơn bên này cách cái mép này này. Như kiểu là tem này nó bị trôi hoặc là bị đóng, bị sai. Nếu mà cái này mà có zin thì nó mơ lại thành hàng đặc biệt. Lại thành hàng đặc biệt các bạn ạ. Nào, bên này có gì? Bên này khả năng là loa này. Như con M8 là hai cái loa bên trên. Con này có tay sách ở trên, không có loa trên thì loa ở đây. Đoán là loa đấy, mình đoán đây là loa. Rồi bây giờ khả năng là chúng ta sẽ mặt trước thì tháo ra là tiếp cận luôn đèn. Như con 18 là tiếp cận luôn đèn. Nhưng con này mình thử tháo mặt sau xem nào. Xem nó có cái gì không nào. Ây da. Không được, không được, không được. Mà dùng tô vít rồi. Vít này nó bắt vào gỗ nó chặt quá. Ây da, không được. Lại phải lấy cái tô vít nó phù hợp này. Con vít này đầu nhỏ xíu. Ai chà, đấy các bạn thấy chưa? Ô, sao lại ngoáy lắc lắc này. Vít được cong này. À, sao con vít lại bị cong vẹo này. Vặn nó lắc 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 này. Ô, không ra được. À, vít này vít gen các bạn nhé. Nhưng mà không hiểu sao lại cong vẹo thế. À, mình xem nào. Ôi, vặn ra này, bục một phát. À, cho mình cái khay. Nói chung là ốc của khách tháo ra như nào mình để vào khay như thế cho nên là hầu như là không bị mất ốc các bạn nhá. Hầu như là không bao giờ bị mất ốc, không nhầm ốc luôn ấy. Còn khi tháo vỏ mình dùng một khay, tháo mặt máy mình dùng một khay và đấy, cái này cắm nguồn biết ngay mà. Con ốc này, ôi giời, con ốc này tụt cả lõi bảo sao, nó lắc 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 lắc. À, con này có cong các bạn nhá. Nó bên trong này là có gen. Con này trong là gen trái mà chúng ta càng vặn ra thì. Vậy là cái này mình sẽ chấm một cái keo sữa vào đây. Xong rồi mình cho con ốc này vào. Cho nó cố định con ốc này, cho khách cho nó chắc nhá. Nào để mình lấy con ốc này ra. Đây các bạn này, hôm trước con M8 là thiếu mất cái thanh này này. Nó bị mất mất cái thanh này. Ô, thanh này tụt ra ngoài rồi. Bởi vì thanh này có thể lắc lư được các bạn này. Thế là nó tụt ra khỏi rãnh này. Đây này, mình ấn vào rãnh là nó như thế này này. Rồi làm trong rãnh này này. Đây. Rãnh này phải đần cái lò xo này cơ thì mới đần được. Nó tụt cả trên cả dưới các bạn ạ. Tụt cả trên cả dưới. À, bảo sao mình muốn cho vào không được. Rồi được rồi, đó. Tức là khi chúng ta ấn rack là cái này nó gạt đi này. Đây nha, mình các bạn để ý đây nha, mình ấn rack xong mình gạt cái nó đi nha. Ấn nút đỏ và bật sang rack. Đó là nó gạt cần đi. Đó, các bạn thấy cái cần nó lại thẳng không? Nào, bây giờ mình nhả này. Mình nhả play về này, không cho rack nữa này. Đó, các bạn thấy cần nó nhả về không? Thì con M8 hôm trước là bị mất cái thanh này. Mà mình bảo là đi chế cái thanh này thì nó mất thời gian lắm. Cho nên khách phải chấp nhận là bị không có chức năng thu thôi.
chứ còn nếu mà có, nếu mà mình mà ít việc mà có thời gian thì mình chế được cho khách, nhưng mà vì nó nhiều việc quá cho nên là thôi, cái ốc này mình tạm để đây, xong lúc sau mình chế lại cho khách. Nào, cái này là nguồn dương này, và này nó cố định rồi, bây giờ chúng ta muốn làm thì chúng ta phải lấy cái rắc cắm vào đây. Rồi, cái này chưa chưa ấy vội. Bây giờ chúng ta cần quan tâm cái vị trí lắp con bóng đèn ở đâu. Và như máy kia là máy trước nhá, cắm vào đằng trước các bạn ạ. Ok. Nào các bạn ơi, mình đang dừng ở đâu nhỉ? Y hệt con M8 các bạn ạ. Nhưng mà nghe có vẻ con này thì thiết kế nó khác một chút, bởi vì M8 là hai loa trên lóc, nhưng con này là hai loa hai bên các bạn ạ. Đây, bên này là loa nữa này. Đó, loa trên và audio jack vào ở dưới. Đó. Và jack nguồn này mình sẽ phải có cái jack thì mới cắm vào được. Và bây giờ đầu tiên là mình sẽ tháo mặt trước để mình tiếp cận cái phần âm thanh mà khuếch đại mặt âm thanh mặt trước các bạn ạ. Ở đây nó là hệ thống tụ này, tụ và điện trở này. Đó, hôm trước con M8 bị đứt một con tụ ở đây. Đây là có 3 cái biến áp. Trên này còn một cái biến áp nữa. Xem nào. Chiếc này thì có 2 biến áp thôi. Chiếc này thì có 2 biến áp thôi. M8 là 3 biến áp. Khả năng các cái rắc này là chúng ta phải vệ sinh này. Bởi vì nó đang có hiện tượng hoen rồi, mình sẽ phải vệ sinh cho khách để làm sao để khi khách cắm rắc nó không bị sột soẹt. Máy này thì bên trong ruột gan nó cũng không đến nỗi là bụi bặm lắm, bởi vì nó kín mà. Máy này máy kín, sắt xi vẫn sáng choang này, đẹp. Đây, các bạn này, tụ ngày trước là cứ han như này này. Nếu mà máy để một chỗ không sao, máy vận chuyển là con tụ là sẽ gãy chân, đó. Chiếc hôm trước con M8 là gãy chân tụ chỉ vì chắc vận chuyển luôn. Và chiếc này khách bảo là cái tai này nó bị vênh lắp thì mình sẽ phải xử lý cả cái tai ngoài này nữa. Ô, không tôi mét quay được này. Đó, cái này tua được tay này các bạn. Không tôi mét này thiết kế hay thế nhỉ. Thế là không phải bấm về không mà chúng ta có thể tua về không được. Rồi, ok. Nào, bây giờ trước tiên là chúng ta phải tiếp cận đây này. Cái mặt này khách đã tháo rồi cho nên là bây giờ chúng ta sẽ tiếp cận cái vị trí mà nó có cái con đèn nó bị tụt ra. Và con đèn đó mà đây mất con ốc này. Mình lại có điện thoại rồi. Thôi để bây giờ mình đi mình tháo ra. Mình tháo ra, bao giờ đến tiếp cận cái chân đèn thì chúng ta sẽ quay tiếp video nhé. Ok các bạn. Đây các bạn ơi, tháo lút volume, tháo tấm sắt ra và chúng ta tiếp cận đúng cái vị trí con đèn đó. Bởi con này là khuếch đại, nếu mà như M8 nó là khuếch đại về phải các bạn nhé. Đây là về phải, đây là về trái. Đây con đèn tương tự con đèn trên này, rụng ở đây ra. Và đặc biệt các bạn ạ, đặc biệt ba con đèn này thì nó có cái khung để nó giữ. Đây, ở dưới này có trên này 5 con, dưới này 4 con ở giữa không có nhá. M8 cũng vậy. Thì ba con này nó có cái khung giữ này, nhưng mà hai con này nó không có khung để mà giữ cái bóng xuống các bạn ạ. Đó. Cho nên là bây giờ mình sẽ đi mình cắm con bóng vào đây này. Và phải đúng chân các bạn nhé. Bóng này cắm sai chân là Cicatel luôn đấy. Cho nên là phải tra cái mạch của nó và cắm đúng chân. Đó, đây mình xem nó có chân nó có gì khác nhau không nhá. Nào. Xem chân nó có gì khác nhau không. Đây nó sẽ có một chân trống này các bạn này. Đó. Thì các bạn cắm đúng cái vị trí mà chân trống là xong việc thôi. Đó, nhưng mà bác này bác gửi cho mình thì là bác ấy cắm vào thì không có vấn đề gì đâu, nhưng mà bác ấy muốn là mình làm mình cũng kiểm tra bảo dưỡng toàn bộ cho bác ấy luôn. Chính vì thế cho nên là bác gửi cho mình là mình làm luôn thề các bạn ạ. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi mình tháo cục bên phải này, vế phải này. Và mình tiếp cận này mình, cái này nếu mà đúng ra là như M8 là nó tháo cục trên riêng, dưới riêng. Đó, tháo trên riêng, dưới riêng. Ô, cái này lỏng quá.
Rồi ok, mình đi mình tháo để mình tiếp cận, mình cắm con đèn này vào nhé. Ok các bạn. Các bạn ơi, cái nút đầu mà chúng ta tiếp cận cái thanh mà mình báo thu của vế phải đây này, cái thanh mà dài dài xuống dưới ấy, mình nghĩ là khả năng là khách đã rút cái này ra rồi. Khách đã rút cái cụm này ra, đây này nó tụt cái thanh đó các bạn ạ. Nó tháo bốn con ốc là rút ra được thôi. Xem nó còn vướng cái gì mà không rút ra được hết này. À, nó vướng thanh thu. Vậy là cục bên trái này, về trái này, nó tì vào cục về phải cho nó vướng vào thanh thu. Ở đây mình lại không có con ốc bóng nhẫy như này để phụ cho khách cái con ốc ở bên ngoài ấy. Nào, nâng này. Ai chà, nó vướng sâu quá, không tới được. Không ra được à. Đây, cái thanh thu đây. À, cái thanh sắt lúc này nó tại vào đây, khi chúng ta ấn thu thì nó gạt công tắc switch sang bên này đó. Cái này nó kết nối một dây la tín hiệu và một dây nguồn thế thôi, và kia còn một dây nữa là dây loa của vế phải, dây loa vế phải đó. Đây là cái rắc này, tức là các bạn có thể lấy tín hiệu đầu từ cắm vào đây và lấy ra phát ra loa này. Và đây là nó có một dây đến và một dây đi này. Đây là dây tín hiệu đầu từ đi từ trên xuống vào đây qua rác này, xong rồi từ đây đã chạy xuống mạch khuếch đại nằm dưới này đó. Và khi cắm chân đèn này, mình cho nó một chút dầu lin này, dầu nhẹ nhé các bạn, đừng chơi dầu nặng. Dầu lin này có tác dụng gì? Nó không bị oxy hóa chân đèn này, chân này không biết là đứt tóc chưa, không biết, khả năng nó có cao su là chưa chắc đứt tóc đâu. Nào chúng ta cắm vào mỗi thế thôi, không có gì phức tạp cả. Nhưng mà tiện thể là mình vệ sinh bảo dưỡng máy cho khách, cho nên là mình khách đưa đến mình luôn. Khả năng chân nó bị cong các bạn ạ. Đây là một chân mình bị cong ra này, lơ mơ bẻ phát là vỡ kính luôn này. Rồi, đấy, có vậy thôi. Rồi, ở trong này nó có hai cái chiên áp phụ này, chỉnh ba chép kiểu như thế. Nào bây giờ thì tiện thể tháo cục này ra, mình sẽ vệ sinh tất cả các tiếp điểm của rắc này, tiếp điểm công tắc này. Con này là công tắc nguồn cho vế phải. Cũng có thể là các bạn như kiểu là bật mono site, nếu bạn bật tắt tắt công tắc này đi, tức là bạn nghe về trái thôi, tức là về mono. Còn các bạn bật này lên là biến áp này sẽ làm việc. Thì lúc đấy là sẽ cấp nguồn cho mạch này và sẽ lúc đấy sẽ sử dụng site hai vế các bạn nhé. Rồi, nói chung là máy này thì vẫn còn mới lắm, sassy vẫn còn ngon lành. Mỡ này, mỡ cũng chưa đến nỗi nào là bị khô đâu, vẫn tốt lắm các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình đi mình vệ sinh máy thôi. Con đèn cắm vào có mỗi thế thôi, không có gì ghê gớm cả. Bây giờ mình đi mình vệ sinh máy nhá, vệ sinh toàn máy. Xong chúng ta test thử. Khả năng con máy này, video này cũng không đến nỗi là dài. Bởi vì nó không có gì, máy này không bị hỏng mà nó chỉ tụt mỗi con bóng này ra thôi, cho nên là nó sẽ nhanh được các bạn. À đây này. Vù của bác bị vỡ mất một góc này, này vỡ này đó. Cái này không biết dán keo 502 không biết nó vào không. Cái này keo dán nhựa, cái này tháo kiểu gì ta, không tháo được. Nào nó có lẫy cá gì đấy. Rồi, cái này thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm các bạn ạ, bởi vì nó bên trong, bên trong có mỗi cái khoang này nó ra ngoài thôi này, còn nó hoàn toàn này nằm trong cho nên không ảnh hưởng gì nhiều. Rồi bây giờ mình đi mình vệ sinh máy nhá. Ok các bạn. Xem nào, đây là có mã đèn này, cái gì đây, 6267 12AD7 6BQ5 và 6X4, đó là những cái mã của mấy con đèn này. Ok, mình cố tình đọc như thế để các bạn sau này ví dụ có mà ví dụ gặp những con máy này sửa chữa thì các bạn có cái mã sẵn
Bởi vì có những con này thì nó còn nguyên sắt si, còn nguyên chữ. Nhưng mà có những con nó không còn chữ thì các bạn đấy, mình đọc để sau này các bạn có thể lấy thông tin để các bạn có thể sửa. Ok các bạn. Nói chung khi chúng ta kiểm tra một cái tiếp điểm, tiếp điểm chạm, thì chúng ta lấy đồng hồ nó đo xem nội trở của tiếp điểm nó tốt hay không tốt. Ở đây mình đang thấy cái nội trở nó là từ thanh quét trong này và thanh ngoài này. Xem nào. Đây nó đang không tiếp điểm, không tiếp xúc các bạn này. Đó, nếu mà chúng ta cắm vào thì dương sẽ chạm vào đây và nó đẩy tiếp điểm này chập lại. Nhưng mà hiện tại ở đây mình đang thấy hai cái dây này đang chia chạm nhau. Đó, vậy là cái tiếp điểm này chúng ta phải vệ sinh rồi. Đó, nó không tiếp xúc này. Nó không tiếp xúc, vậy là chúng ta phải đi vệ sinh đánh qua tiếp điểm này. Trên này thì nó có tiếp điểm này đang thường đóng này. Đó, vậy là tốt nhá. Vậy là chúng ta cắm vào thì nó tách ra này. Đó, nó sẽ không thông nữa, đó. Và nó sẽ thông với các tiếp điểm này, đó. Rồi, đấy. Thì mình sẽ đi mình vệ sinh cái nào mà khi có thay đổi mà nó không tiếp xúc thì mình sẽ đi mình vệ sinh cho máy nó hoạt động tốt hơn các bạn nhé. Đó, hiện tại đây tiếp điểm này của cái rác này là không tiếp xúc này. Nào, còn cái tiếp điểm trong này, tiếp điểm nhà này. Mình thì đo tiếp điểm nhà xem nó thông nhá. Vậy là con này tốt này. Cắm vào này nó sẽ nhả tiếp điểm ra này. Và mình tra một giọt dầu vào trong cái tiếp điểm đó. Để làm sao để cái tiếp điểm nó không bị oxy hóa. Nói chung là dùng bên Mỹ thì khí hậu bên đó nó sẽ không bị oxy hóa, nhưng khí hậu ở Việt Nam là sẽ oxy hóa các bạn ạ. Cho nên là khi mà về Việt Nam là chúng ta dùng máy ở Việt Nam, chúng ta phải chấp nhận là máy phải tra dầu. Ok, mình đi mình vệ sinh tiếp điểm tương tự như các này nhá. Cái này mà nó không tiếp điểm tốt thì mình vệ sinh xong mình sẽ lại tra dầu mỡ để cho nó tiếp xúc tốt và nó không bị hoành. Ok các bạn. Đấy, tất cả những cái làm về tiếp điểm là mình làm như thế. Đây các bạn ơi, máy này thì nó không có cái gì là nó bẩn quá. Nó chỉ bị một chút mạng nhện ở trong này thôi. Chỉ bị một chút mạng nhện thôi, không bẩn lắm đâu các bạn. Máy này rất là chất lượng, rất là sạch sẽ. Đây, cái công tắc tiếp điểm switch này để nó chuyển thu phát này. Và chúng ta sẽ tra một chút dầu luyên. Chúng ta sẽ đo xem cái tiếp điểm của nó có tốt không, tức là tiếp xúc của nó có tốt không. Nếu mà nó tốt rồi thì chúng ta chỉ việc tra dầu, còn nếu mà nó không tốt thì chúng ta sẽ đánh vệ sinh nhá. Đây ví dụ là đang ở trạng thái này là cặp này đóng với cặp này này, đó rất là tốt các bạn nhé, đang rất là tốt. Nói chung là máy này nó không đến nỗi là nó cũ, cho nên là sửa các con máy như này là sướng lắm các bạn ạ. Sửa con máy này nó sướng lắm. Nó còn rất là chất lượng, cho nên là chúng ta làm nó cũng nhanh mà nó. Đây, mình phải tháo cái mặt này ra để làm sao mình tiếp cận được cái chiết áp. Mình cho chút dầu vào chiết áp. Không biết ở bên Mỹ nó có mốc không, nhưng mà ở Việt Nam nó hay mốc lắm các bạn. Cho nên là chúng ta cứ phải dầu mỡ và chiết áp cho nó không bị mốc. Cái này chỉ lấy thôi các bạn nha. Con ốc nó có rãnh như này chỉ lấy thôi. Mà mình lấy tô vít phù hợp, tô vít kia dày quá. Các bạn tra dầu mỡ thì các bạn tra vừa phải thôi. Không phải là thấy mình tra dầu là cũng bắt chước tra dầu xong bắt đầu làm cả mỡ cả đống vào nó như tắm dầu ấy thì không được đâu các bạn nhé. Đó. Cái chiết áp này nhìn uy tín quá các bạn ạ. Đằng sau chiết áp nó có cái công tắc bật này. Đó, chúng ta phải kiểm tra xem công tắc bật này nó có tiếp xúc không. Tất cả tiếp điểm tiếp xúc công tắc này chúng ta phải kiểm tra hết này. Đây. Cái này bật nặng quá, mình phải vặn cái lúm của nó vào rồi mình mới
Mới bật được các bạn ạ. Đó. À vậy là có hai nấc thôi. Nào, đo thử xem. Đây, việc công việc của mình chỉ có thế này thôi. Đi kiểm tra tất cả các điểm tiếp xúc xem nó có tiếp xúc không. Xong rồi tiếp xúc tốt rồi thì trao cho em nó chút dầu. Vậy thôi. Chả có gì ghê gớm cả. Nào, trao cho em nó các cái điểm tiếp xúc là một chút dầu. Chấm vào một giọt dầu nhỏ thôi. Đừng cho nó tắm dầu là được. Đó, thế thôi. Đây, cái này lúc nãy tiếp cận trên không được thì chúng ta tiếp cận dưới đáy. Tra vào đây. Nào, chỉ một giọt dầu nhẹ và chiết áp thôi. Một giọt nhỏ thôi nhá. Đối với chiết áp này các bạn đừng tham gia, đừng cho nhiều. Cho nhiều là nó... khi mà chúng ta tra nhiều thì nó nhoe nhoét ra. Thì và các bạn quay chiết áp về phía mà chúng ta tra dầu này. Một giọt nhỏ rồi, xong bắt đầu chúng ta quay cái chiết áp cho nó chám đều trên mặt. Ví dụ như chiếc này là bắt đầu là thấy là khó khăn này, bởi vì nó không có lỗ để tra dầu. Nhưng mà những cái không có lỗ tra dầu này thì chúng ta yên tâm hơn là nó sẽ hạn chế bị hỏng hơn. Bởi vì là ký sinh trùng nấm mốc nó không bay vào trong đấy được, cho nên là nó cũng không đến nỗi mà. Mình chỉ quan ngại mỗi nấm mốc thôi, chứ mình không quan ngại cái gì cả. À, ok. Ở con này 2250 trông như bị thay rồi này. Đây, máy xem nào. Hôm trước là máy của M8 nó bị hỏng con 104 từ chân con Chan. Đây, hỏng con này. À, bị gãy chân con này. Đó. Đây này, nó chút mạng nhện này. Như kiểu anh em khảo cổ nhỉ, dùng chổi lông phẩy phẩy. Rồi, đấy, mình vệ sinh có vậy thôi. Và cục này thì mình sẽ để sang cạnh. Để các rắc cắm này nhé. Các rắc cắm này. Cho chút dầu, chấm nhỏ ít thôi. Nhưng mà nó gọi là để cho tiếp xúc. Khi mà nó tiếp xúc rồi thì chúng ta không cần lo cái gì cả. Rồi, mình sẽ để sang cạnh. Tiếp tục mình tháo cục thứ hai. Nhà có trẻ nhỏ là phải hết sức cẩn thận bạn nhé. Nó nghịch vào một phát là không có mà thay đâu. Tiếp tục đến em thứ hai. Rồi mình tháo cục về trái ra. Đây này các bạn nhìn này, bắt đầu có hiện tượng này. Đó các bạn thấy không? Con này còn nó bóng này mà. Đây là lớp mạ này có vấn đề rồi. Đối với cái hiện tượng của lớp mạ có vấn đề này, mình cũng sử dụng dầu thôi. Nhờ mình sẽ cho vào đây này. Đó, sau mình lấy một cái vải mềm. Mình lau nha. Nó như kiểu là một cái lớp phủ bên ngoài ấy. Đó, để nó ngăn oxy tiếp xúc với cả cái bề mặt này. Đó. Đó, nó có một lớp như là lớp dầu phủ trên mặt này. Thì nó sẽ làm chậm quá trình bị hoen gì. Rồi, tiếp tục mình đi, mình tháo về trái. Lúc nãy là chúng ta tháo về phải rồi. Đây mình tháo về trái. Và đương nhiên là chúng ta phải rút rắc đằng sau trước rồi. Và mình có đánh dấu rồi. Để rắc về phải này, nó bên loa phải này. Chính là cái rắc mà hai dây ở đây lên. Ở đây còn cái rắc này. Đó. Còn cái rắc đầu tư bên phải, bên là rắc trên này. Đầu tư trái thì nó dùng cái cụm rắc to này các bạn này. Đó. Rồi, ok, mình đi mình vệ sinh nốt cụm trái xong chúng ta test thử máy nhá. Ở đây các bạn ơi. Mình lắp bây giờ mình đi mình lắp vào đây. Và lúc nãy mình có quay là bên này khách bị thiếu mất một cái cọc này này. Bảo sao nó không vặn được ốc ngoài. Khả năng bây giờ mình phải lên chợ. Đầu tiên là mình mua cho khách con ốc này. Hy vọng mua được con ốc inox này. Ở bên ngoài và con ốc con này ở bên trong. Mình có cọc này nhưng mà mỗi tội cọc của mình cọc 3 không phải cọc 4 các bạn ạ. Ốc ngoài này thì 3 chuẩn rồi. Nhưng mà bên trong nó lại 4. Cọc cái này không phải 3, cái này là 2,5. Ở bên này là 4, mình lại chỉ có cọc 3 thôi.
Hôm trước sửa con băng cối thay cọc trên đầu từ là mình mua cọc 3 rồi. Bây giờ con này là cọc 4 cho nên là khả năng lại phải đi lên chợ rồi. Cọc 4. Nhấc con này mang lên lấy mẫu. Có cái mặt này thì chúng ta không quan trọng lắp sau cũng được. Về cái mặt này thì nó là mặt bên ngoài thôi. Nhưng bây giờ quan trọng là chúng ta thử xem âm thanh thế nào. Máy móc và chất lượng âm thanh thế nào. Ok, để mình đi đấu lối âm thanh. Chúng ta test thử nhé. Rồi, các bạn ơi, mình xử lý con ốc này vào đúng vị trí rồi. Nào bây giờ chúng ta sẽ đi cắm âm thanh để test thử nhé. Nào, mình nắp máy vào rồi này. Đầu tiên là chúng ta sẽ test thử bằng loa của máy đi. Nào, chúng ta mở vách hai bên ra. Chúng ta nghe thử loa trước. Cái này nó có 3 lớp gì đây? 7/5, 7/1/2, 3/3/4. Và bên này là 1/7/8, ai chả. 1/7/8 kìa. Căng kìa. một cái bát chép, rồi. Tức là chúng ta vặn về đây. Cái này nó như kiểu gain bát chép này, vặn về đây thì thanh tiếng lên, vặn về đây là tăng tiếng bát lên. Đó. Rồi. Nào, bây giờ chúng ta cho nó về 7/1/2, 3/3/4 này. Nó chạy chung tốc độ và chế độ hao lao 2 này. Mình sẽ bật lên chế độ fast và loud slow. Mình bật chế độ fast nhá. Rồi, bây giờ chúng ta vào băng. Đây mình sẽ bật lên này. On on luôn này. Monitor only, tức là bật âm ly 0 này. Tắt này và bật tất cả hai. Còn cái này là stereo mono này, bật lên này, bật luôn cả phần phải này. Rồi, bây giờ mình đi lắp băng và chúng ta test thử. Nào các bạn ơi, mình sử dụng cái hút thần thánh của mình. Có 10.000 một chiếc. Dùng 15 không hỏng. Sao chỉ cần thế thôi bạn. Không cần hào nhoáng. Lấy mua cái treo quạt trần về cắt ra lắp vào. Đây khả năng là nó dưới này chứ không phải trên. Đây mình đang hỏi cái cọc này, không biết là sử dụng như nào. Chẳng nhẽ nó thế này à, xong thế này à. Sao lại sinh ngay cọc này. Đó, mình toàn ta chạy như thế này thôi. Để lát vào hỏi service xem nó chạy băng như thế nào. Ồ, cái này phanh nhả, không thấy ăn nhỉ, không thấy phanh nhỉ. Không thấy phanh, quay ra chân ru thế này. Mình mới xử lý phần điện này, vệ sinh sạch sẽ rồi này, tiếp điểm các thứ ngon lành rồi này. Còn bây giờ chúng ta sẽ cắm qua 120V, xong đầu tiên cắm qua đàn để xem có vấn đề gì không. Bởi vì hàng từ Mỹ về chưa biết thế nào, hàng này Mỹ về thẳng cẳng luôn này. Tắt đi trước này. Nào mình cắm qua đèn trước nhá. 120V lên cưng. Ai giờ bóng 200 mà còn sáng kia như kiểu bị chập tải rồi. Lắm nhắm mắt. Ui. Bóng 200 mà sáng quắc thế kia bạn kìa. Còn là motor là chạy ác thế kìa. Còn motor đã chạy đâu? Hay motor bị liệt rồi. Motor này không quay các bạn nhé. Ui, quay lờ lờ. Rồi, quay lờ lờ có nghĩa là có quay rồi. Bây giờ mình sẽ cắm thẳng xem nào. Bóng sáng thế, mình đang thấy bóng 200 mà sáng thế là cũng nghe không phải hơi căng căng ấy. Đó, motor, chứng tỏ motor là ăn dòng lớn phết các bạn ạ.
nó đang là 119 W đâu, vậy là không ổn lắm. À, bình thường là con này nó sẽ chạy 100 W maximum. Mình tắt bớt cái này này, còn 93 W. Ai à, chúng ta cũng căng đấy. Motor này cũng căng đấy. Chạy 94 W rồi. À, đèn sợi đốt đang sáng này. Nào, play. Chế độ slow chậm này, bằng 3 phát này. Volume đâu rồi? Volume đây, lên cưng. À, để chế độ bằng 3. Cho tính chát. Cái chiếc áp này là cái chiếc áp chúng ta không tra dầu được đây này. Hỏng rồi. Không tra dầu được chiếc áp này này. Nhưng mà lâu không vặn là nó bị này. Đấy, vặn đi vặn lại là nó hết này. Cái này không tra được dầu các bạn nhé. Chẳng nhẽ này khoan lỗ tra dầu. Tốc độ này có vẻ chậm nhỉ. Tua đi này. Ai chà. Không tơ mét chạy tốt này. Ôi cuốn băng rất là mịn. Tuyệt vời. Cuốn băng mịn thín luôn. Băng của mình đang xô lệch như này. Thế mà sang đây mà cuốn mịn mịn thín luôn các bạn ạ. Để mình xem nó tua về cuối nó có bị dừng không nhá. Rồi ok. Bây giờ mình tạm dừng video đi. Bao giờ về cuối bắt đầu mình quay tiếp. Các bạn ơi, được 50% mà băng chạy vẫn khỏe lắm các bạn này. Đó, khỏe không? Đây, về gần cuối mà vẫn quay tít mù này. Tổ motor này rất khỏe các bạn nhé. Nào chúng ta, cái này phanh nó đang có vấn đề, mình thử nhá, thử phanh nhá. À, tốt, vậy là tốt. Úi xa, vẫn khỏe lắm các bạn ạ. Ui, tuyệt vời. Nào, forward, ui dồi. Rewick, forward mà là đi. Reverse, rewick à. Tiếng Anh thì rốt. Đọc tiếng Anh. Xem nào quấn về có mịn không. À cũng khá mịn. Đây các bạn này, quấn rất mịn băng nhá. Nào bây giờ mình thử bật xem băng này nó có nội dung gì. Băng này thì mình cũng mới mua lại của anh em chơi băng cối thôi. À, băng này băng nhạc giao hưởng. Về trái kêu này. Nào mình bật về phải. Chiếc đa trà dầu mà vẫn sổ xoẹt này. Chẳng nhẽ tụ của bên bị giò à? Tụ bị giò điện là nó sổ xoẹt nha các bạn nhé. Thôi mình lấy cái băng. Băng là có nội dung ngon lành thì mình thử đi. Nào thì mình thay băng. Rồi các bạn ơi, mình đang cảm giác như máy này đang chạy bị tốc độ bị chậm này. Nó bị chậm quá. Này mà tốc độ chậm là rên gì nào nữa. Quá chậm luôn các bạn ạ. Khi mùa xuân tươi thắm đó. Vậy thì mình thử lấy băng 3 mình chạy nhá. Ở máy này thì mình thấy nó ghi là 7 1/2, 3 3/4, 7 1/2, 3 3/4. Và tốc độ nhỏ thấp hơn là 1 7/8. Đó có nghĩa là vẫn chạy được tốc độ 7, tốc độ 3. Nhưng mà hiện tại đây mình chạy băng 7.
bằng tốc độ 7 mà nó lại không chạy được. Nó rên rỉ nỉ non như này. Nào mình chạy thử băng 3 xem nào. Đây, băng này của mình là băng 3 3 phần 4. Băng 3 3 phần 4. Để xem máy này nó đang mà nói thật ở Việt Nam chúng ta là không có tần số 60Hz để chúng ta test thử. Nó chỉ có tần số 50Hz thôi. Ba phần tư. Tốc độ chậm thật các bạn ạ, chậm quá. Cái bu ly này nó nhỏ xíu, mảnh cáp đan nó nhỏ xíu, nó nhỏ xíu rồi. Vậy là máy này đang bị sai tốc độ. Hay là nó còn một công tắc nữa chuyển từ 3 sang 7 nữa. Ở đây là công tắc này, công tắc chuyển âm thanh thôi. Công tắc này, công tắc âm thanh, monitor, NOM và mute. Đây, đây là băng 3 đây. Sột soạt quá. Vậy là con chiếc A và LM mình phải tìm cách tra dầu rồi. Nghe băng này sốt ruột quá. Nghe CT hay quá các bạn ạ, hai ba bên. Băng 3 còn đang rên như này. Vậy là bây giờ là mình đi tìm hiểu xem chính xác con này, là kiểm tra xem nó tốc độ là như nào, nó còn có công tắc chuyển tốc độ 37 nữa không. Bởi vì hiện tại thì mình thấy là 37 nó nằm ở đằng trước đó, nó chỉ có chuyển âm thanh thôi, nó không có chuyển về tốc độ các bạn ạ. Nào bây giờ mình đi mình kiểm tra sâu hơn về 37 của nó nhá. Tại sao mà chỉ chạy băng 3 mà không chạy được băng 7. Nào, mình kiểm tra xem. Nào các bạn ơi, bây giờ chúng ta chuyển đến phần kiểm tra phần cơ khí. Mình đang thấy cái bu ly này nó nhỏ quá, mình không hiểu là thế nào. Nhưng mà xem service thì nó cũng nhỏ như này các bạn ạ. Nó có hai đời. Một đời là chụp cắp tan to, nó có cái chụp bên ngoài, tức là như này nó chụp thêm một cái chụp nữa. Và cái này có, nếu mà theo service thì nó cũng nhỏ như này, cũng có. Ở trên này nó có hai chế độ, hai vị trí. Và hiện tại mình đang thấy cơ khí ở đây nghe có vẻ là khô dầu quá rồi các bạn ạ. Và mình sẽ đi tra dầu mỡ cho cái máy này. Đây này, cái con lò xo của con bánh tì này nó rất là to.
Mà hôm trước mình có sửa con M8 và dường như cái lò xo lại bị thay thế rồi này. Đó. Lò xo này rất là to, nó khác hẳn con M8 hôm trước. Đây, con này nó còn có thêm một cái công tắc ở đây. Con M8 bị mất công tắc này. Và trên M8 là à đây này các bạn này. Nó rơi vào trong này. Sao mà nó từ dưới này mà nó rơi lên trên đấy được. Ồ. Rơi trong lòng luôn máy này. Ồ, thế mới tài. Từ bên dưới lòng này mà nó rơi làm sao chui vào trong lòng cái máy này được. Chứng tỏ vận chuyển hàng bên Mỹ người ta cũng quăng quật cũng ác đấy các bạn nè. Hay là trục ở đâu rơi ra đây, ba trục bạn này đây, trục bạn này. Đúng rồi, sao lại có con trục đấy nó rơi vào trong này được. Đây, cái chân mà chúng ta để vặn cái mặt trước này. Đây, 1, 2, 3, bây giờ còn cái này nữa là 4. Vậy thì còn con ốc của cái này đâu? Bây giờ còn con ốc của nó thôi. Tài thật, nó rơi lăn lên trên cơ khí được. Tài thật. Bây giờ còn con ốc của nó thôi. Nào bây giờ nhá, nó còn một cái nữa là xem mình kiểm tra cái hệ thống dịch loa của con này xem nào. Bây giờ mình đi mình vệ sinh tất cả các tiếp điểm tiếp xúc và vệ sinh cơ khí và thêm nữa là tra dầu mỡ. Máy này khô dầu quá nè các bạn ạ. Khô dầu quá, khô dầu. Và mình thấy ở cái trục này nó cũng khác con M8. Trục M8 nhỏ hơn con này rất nhiều. Và trục này to hơn này. Trục này to hơn M8. Bánh này thì nó vẫn trơn như M8. Bánh này thì nó vẫn trơn. Nó không đến nỗi mà nặng như M8. Đó, cái này nó còn có chế độ tắt bật này. Trục này rất là trơn. Nói chung con này hàng mới như này vẫn tốt hơn lắm, tốt nhiều so với cái này không khóa. Đây, trong trạng thái bình thường đây là đang trạng thái play các bạn này. Đó, đây là mới khóa. Đây, nó mới rít này. Quay đi thì rít, quay lại thì trơn này. Rồi, đúng rồi. Rồi, bây giờ mình đi vệ sinh nhé. Mình đang hỏi anh em có cái chụp này không. Nếu có cái chụp thì anh em bán để lại cho mình, còn nếu không có thì mình kiểm tra xem. Bởi vì bản thân service nó là có một loại bé như này, tức là riêng service là có bé như này luôn. Và mình kiểm tra xem nếu mà có chụp lắp vào cho khách thì khách chạy băng 7. Còn bây giờ nếu mà không có chụp thì nó sẽ chạy băng 3 các bạn ạ. Không có chụp chỉ chạy 3/4 thôi. Có chụp thì nó mới chạy bằng 7 các bạn nhé. Nó thì khác nhau về tốc độ ở cái chỗ đó. Nào bây giờ mình đi mình tháo bộ cơ này ra. Xong rồi chúng ta vệ sinh sạch sẽ bộ cơ tra dầu mỡ. Ok. Mình làm tương tự như con M8 ấy. Các bạn ơi, như mình nhận thấy thì cái dây lô cô loa của máy này khá là trùng các bạn ạ. Khá là trùng. Nó mơ là chúng ta phải thay dây cô loa rồi. Không thì máy này chạy kiểu gì nó cũng méo tiếng trượt băng. Nhưng mà nói chung là đối với cái trục bu ly nó nhỏ như này thì cũng không đến nỗi đâu. Nếu mà chúng ta chỉ chạy bằng 3 thì không đến nỗi đâu. Nếu mà trừ khi chúng ta chạy bằng 7 thì bắt đầu mới quan ngại là cái bu ly này thôi. Cái dây cô loa thôi. Bởi vì khi mà nó kéo bằng 3 nó nhẹ tênh mà. Tức là tốc độ chậm này. Thì bu ly này, cái dây cô loa là kéo vẫn khả năng vẫn có thể được. Tức là nó ở cái trạng thái là gấp ngoài. Và mình cái này mình sẽ hỏi khách xem. Nếu mà khách đồng ý mà khách đồng ý thay thế thì lúc này chúng ta mới thay các bạn nhé. Ok. Rồi các bạn ơi, mình vừa vệ sinh sạch sẽ cơ khí và mình tra mỡ vào các cái điểm quan trọng. Những chỗ nào cần tra dầu và tra dầu, chỗ nào cần tra mỡ là tra mỡ. Đó. Này, khu vực này là nguồn mỡ nhất này, nó là khu vực cơ khí chính. Mình đã tra mỡ đầy đủ.
ăn cơm thì nó không có gì là ghê gớm. Mình có tìm hiểu thì cái trục bé này chuyên chạy bằng 3 và bằng 1 là bao nhiêu? Lúc nãy mình là 1 7 phần bao nhiêu này? 1 7 phần 8. Đó, thì đối với trục bé này. Còn nếu mà các bạn chạy bằng 7 thì các bạn phải tăng nó lên, có một cái chụp vào đây. Ở cái phần bán nguyệt này, nó sẽ để khóa cái đó. Ấn sập vào phần bán nguyệt nó sẽ quay cái vỏ bên ngoài đó. Thì cái chụp này thì hiện tại bây giờ là mình đang chưa kiếm được. Cái này là hiếm các bạn ạ. Hiện tại rất hiếm. Hỏi anh em chuyên buôn bán cối, anh em bảo đều là chưa có. Cho nên là bây giờ mình trao đổi với khách thôi. Cái dịch loa thì mình sẽ chưa thay, mình để nguyên. Bởi vì đối với chạy băng ba này thì không cần thiết phải thay dịch loa. Nó không đến nỗi nào đâu các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình đi mình nắp cơ khí vào. Nào các bạn ơi, bây giờ chúng ta cắm lại như nó test thử này. Và bây giờ mình sẽ test thử, mình cho volume to, volume out to hết là cỡ này. Để volume ratchet vào giữa này. Đó, để volume ratchet vào giữa. Nào mình test thử nhá. Vù vào lên rất mạnh này. Và lên sau khi lên đây ạ. Nó chỉ lên được tầm này, nó kẹt này. Các bạn thấy không? Kẹt vù này. Và cái dưới thì không lên vù tí nào này. Đó, vậy là bây giờ là kim vu này nó bị lỗi cái gì, chúng ta phải sửa lại xem cái điện áp của vu này là lỗi gì nhá. Và cái điện áp vu này nó chính là nó lấy từ cái speaker này đưa ra các bạn ạ, nó đi qua một con tụ và nó đi vào vu này, mà loa thì vẫn kêu mà vu thì không chạy nhá. Đây mình đang gạt sang jitcock để mình thu thử các bạn ạ. No. Bật thử một bài và xem tiếng chất lượng line in xem thế nào nào. Nào line in nào. Ô, cái bên này không kêu à? Bên này line in không kêu à? Bé thế. Phono radio input gần như là không kêu này. Tiếng bé quá các bạn ạ. Bé quá. Không kêu luôn. Kích tay thì kêu nhưng mà đưa vào phát trên điện thoại ra thì không. Không có tí tiếng nào luôn này. No more. Không thấy gì cả. Vậy là con này máy khuếch đại âm thanh có vấn đề à? À phần line in này. Mình bấm vào phono và radio input này. Mà nó không kêu. Như này là kêu rồi. Khuếch đại rất mạnh này, nhưng mà đưa tín hiệu vào không kêu. Ồ. Đang bật chế độ thu nhé. Không thấy volume ra. Chẳng nhẽ lại cắm vào đầu hit thì là frame output để cái này cũng xuất để nó chỉ có mỗi hai đường này vào thôi này, vậy mà lại không kêu. Vậy là con này còn ngoài cái việc tín hiệu lại còn có vấn đề nữa các bạn nhé. Hay là khi line in vào mà nó không ra được ra loa. Các bạn, hay là thế. Nào thế thì mình cho băng chạy xem tiếng nó có ra không nhá. Nãy giờ mình phóng xe. Chạy hay không chạy cái này nó chỉ là phần cơ khí thôi. Còn ít nhất là phần điện này nó phải chạy này.
không có tí tiếng nào luôn này. Cứ cho là cái này là tiếng táp đây, táp ao đi, nhưng mà để hiển thị đèn record đây thì nó phải âm thanh nó phải ra đây, không thấy gì cả. Không thấy gì cả các bạn ạ. Mình kích tay thì nó ra, nhưng mà đưa điện thoại vào thì nó không ra. Đây, nếu mà mình như này mình kích tay là không ra này, nhưng mà mình chuyển sang chế độ rec là nó ra này. Đó các bạn thấy không? Vu dưới liệt nhá. Mà không hiểu sao cái vu dưới là hai con máy M8 và con này đều bị liệt cái vu dưới này. Đó, mà mình cắm vào điện thoại thì nó lại không kêu, chứng tỏ cái này là cần âm thanh vào lớn đấy cả. Không kêu luôn các bạn ạ. Cắm vào đường mic thì nó kinh khủng quá các bạn ạ. Đường mic thì nó khuếch đại mạnh quá. Mic in ấy. Mic input này thì mạnh lắm. Đó. Vô là hồng à. Nhẹ nhẹ ngay. Nào chúng ta thử lại cái đoạn vừa thu nhé. Nào xem đoạn vừa thu xem nào. Thu từ mic in. Chưa thấy gì. Vậy là máy này phải con phải sửa nhiều các bạn ạ. Line in không được này. À đây. Có thu rồi. Vậy là có line in có thu nhá. Ai da, chặt thế. Vậy là có thu ra các bạn ạ. Vậy là máy này có thu được. À, mình lấy âm thanh qua âm ly xem nào, tiếng có thế nào nhé. À, vậy là tiếng thu rất ok rồi. Nhưng mà cái vế bên dưới này này, nó vu nó đang không hoạt động các bạn ạ. Nào mình thử xem cái đoạn âm thanh vừa rồi xem bên dưới có thu được không nhé.
Vậy là có thu được nhá. Có thu được, có layout được. Mỗi tội là vu với cả lù vu không nhảy thôi. Đó, vậy là ok, vẫn quy đại âm thanh của con này là ok này. Chỉ có mỗi là vu đang không nháy. Còn con này thì vu thì bị kẹt các bạn ạ. Đó, nào bây giờ mình đi mình xử lý tiếp cái đồng hồ vu này. Còn cái này là theo zin của hãng là có cái trục nhỏ và có những cái máy có trục to. Trục to là chạy băng 7 và để chụp một cái chụp ở đây thành băng 7. Còn bỏ cái chụp ra thì băng 3 các bạn này. Đó. Ok. Đây mình đi mình sửa hai cái vu này. Các bạn này tình hình là vu này không hoạt động nhá các bạn nhá. À, mình kích đồng hồ các bạn xem này. Vu này không nhảy luôn. Đó. Vậy là con vu này nó đã thuộc vào hy sinh nhá. Không nhảy luôn. Đó, bảo sao lên âm thanh loa kêu mầm mà vu không nháy. Rồi còn chiếc kia thì lại kẹt. Và ở cái này như mình thấy là như kiểu là bị dán keo rồi. Tức là chỗ này mình muốn cậy ra mà không cậy được các bạn ạ. Cái này của nó là cơ chế cậy chứ không phải cơ chế vặn gen như M8. M8 nó có hai con vít ở đây. Hai con vít đầu này là 4 con. Nhưng con này không có vít và cơ chế cậy. Đây mình nhìn ở đây là cái cơ chế cậy. Nhưng mà hiện tại là con này như kiểu bị dán keo rồi. Cho nên là bây giờ không cậy được các bạn ạ. Và khả năng chiếc này đã hy sinh. Cho nên cái này chỉ báo khách thôi. Đó, chiếc này phải thay. Chiếc này phải thay. Mình thì mình nghĩ là nó chỉ có thể là đứt dây ở trong thôi. Đứt cái dây lên cuộn dây kim vu này. Nhưng mà con này nó dán keo chắc quá, mình không dám cậy. Cậy vỡ một phát là không ok. Không yên tâm các bạn ạ. Cho nên là thôi bây giờ mình cứ để tạm đây. Mình hỏi khách, trao đổi với khách. Bây giờ vu của bác bị hư hỏng mà bây giờ muốn cậy ra để sửa. Nhưng mà nếu mà chẳng may nó vỡ thì chết. Hơn nhất là cứ hỏi khách ạ các bạn ạ. Rồi. Nào bây giờ mình đi mình trao đổi với khách. Cái vu kia cũng thế. Cái vu này thì nó có 4 cái cọc ở đây. Lúc đầu mình tưởng nó là 4 con ốc nhưng mà không phải. Nó cũng là dạ cậy. Nhưng mà nó có 4 cái đỉnh này để nó như kiểu là 4 cái chấu để nó không chế các bạn ạ. Cho nên là cậy cái này cứng lắm, nguy hiểm lắm. Rồi thì mình đi mình trao đổi với khách nhé. Xong rồi chúng ta quay lại. Nào các bạn ơi, mình đi kiểm tra cái vu ở dưới trước này. Đây mình test thử cơ khí bằng cách là thổi phù. Đối với vu chỉ được thổi thôi nhá. Đừng lấy tay gạt nhá. Đó, vậy là cơ khí tốt nhá. Và bây giờ là nó đang không lên kim. Nào mình kích thử vào hai chấu của nó này. Hy vọng là nó không đứt, nó mà đứt thì vứt. À, như con này một chấu, à đây một cọc đây và một cọc đây. Một cọc đây, một cọc đây. Có nội trở nhưng mà không vào. Đó, không lên. Đó, vậy là con này có vấn đề gì bên điện trở rồi. Để mình sẽ tháo sâu hơn. Mình xem cái cót nó lối từ cái cót trong này. Nó nối ra ngoài này, xem nó đứt cót không. Các bạn nhá. Ok. Đây các bạn ơi. Mình vừa kiểm tra thì nó bị đứt cái cót ở bên dưới này. Và chính cái cót này là cái mà nó dẫn nguồn một dây từ bên dưới này dẫn vào trong cuộn dây bên trong. Cuộn dây, khung dây bên trong này này. Và bây giờ mình đang tìm cách để mình đi nối lại cái dây cót đó. Phải hàn được cót đó thì mới nào. Có thể là chúng ta sẽ phải tháo cái mối hàn bên ngoài. Cái này là nước ngoài người ta cũng đã hàn lại rồi các bạn ạ. Cót này cũng bị hàn lại rồi. Và mình sẽ phải thả mối hàn ngoài này. Xong bắt đầu mình hàn lại cái trong, xong bắt đầu lại hàn lại cái ngoài. Đó, mình sẽ làm như thế. Vậy là cái này bị đứt cót nhá. Rồi, ok. Đây các bạn nhìn này. Cót bị đứt này. Lấy nét đi cưng. Đó.
Đó, vậy là có đứt như này cho nên là nó không dẫn điện nhé. Nào các bạn ơi, mình test thử trước khi mình lắp đồng hồ vào nhé. Này, dương ở dưới này, không ở trên này. Khi mình đang để nằm ngửa này, đang tháo như này thì nó sẽ đó các bạn thấy đó, kim này. Đó, vậy là mình đã hoàn thành đồng hồ này. Bây giờ mình lắp hoàn thiện lại. Mất khá nhiều thời gian đấy để cứu một cái đồng hồ zin này các bạn ạ. Đồng hồ này trên thị trường rất là hiếm. Nói chung là các bạn modify, các bạn độ một cái vu khác vào cũng được. Nhưng mà mình muốn giữ gìn cho khách cho nên là mình cố gắng sửa cho bằng được. Ok, bây mình đi lắp vào nhá. Và các bạn, mình đã tháo kính ra. Phải tháo cái tấm kính ra mà mình đã dán lại cái miếng vỡ cho khách này. Đó. Và bây giờ nó khít khít. Lại xinh như kiều ngay. Rồi ok, mình lắp kính vào nhé. Đây các bạn ơi, mình cắm này mình test thử cái trên trước này. Mình vừa xử lý cái trên xong rồi. Còn cái dưới bây giờ mình đi mình hàn nốt chân tín hiệu là xong rồi. Đó, cái trên không bị kẹt nữa rồi nhá. Còn cái dưới thôi, mình đi mình hàn nốt. Thiếu anh, tôi thấy chiều xa vắng. Dù vạt người đi phố dập gì, cành hoa tím dài phai màu nắng, hàng cây lá rủ đừng buồn thiếu. Thank you.
tay trọn nằm trong lòng tay rồi. Anh ơi, dù hai chúng mình mộng xưa khó thành, biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau. Các bạn ơi, mình nối xong cái vu này, nối xong cái cót thì bây giờ là cót nhảy rồi, nhưng mà bây giờ là cái cụm phía trong này
nó cũng hư hỏng các bạn ạ. Đó, sao nào, riêng vào đây, cầm vào đây. Các bạn nhìn kim nó giật, đồng hồ nó giật này. Thế là kim đã nhảy rồi, mỗi tội là cái cụm này nó hỏng. Thành ra là sinh ra là cái tín hiệu vào, nhưng mà nó không cho tín hiệu ra các bạn ạ. Cái cụm này. Và cái cụm này không hiểu nó là cuộn dây hay nào, nó là cuộn biến áp ở trong này. Bình thường như một con đèn vu là nó ăn thẳng và nó đi qua một con trở hoặc là qua một con diode để nó ấy thôi. Nhưng mà đây không hiểu sao nó lại không ấy. Đây là âm, đen là dương. Đó, mạnh quá. Nhân thang 100 cho nó nhẹ. Đó, các bạn thấy không? Đó, vậy là mạnh ok rồi nhá. Nhưng mà bây giờ là tín hiệu nó vào đến đây, nhưng mà qua cái cuộn này là không ra được. Và bây giờ là mình sẽ phải con này như này này. Các bạn biết tại sao mà nó vỡ cái này không? Tại sao mà nó vỡ cái này không? Bởi vì là cái vỏ này nó không phải là của cái ruột này. Tức là người ta đã modify, người ta lắp cái vỏ này khác. Nhưng mà khi lắp vào cái kích thước cái này, lớn hơn kích thước cái này, đến cái kính này hôm qua mình phải xử lý này. Tức là nó hơi kích hơn so với cái này một chút. Nhưng mà cái kính này thì vẫn có thể lắp vào trong này được. Cái kính này vẫn có thể lắp vào đây được. Nhưng mà cái khi mà cái này dán vào rồi, hôm qua mình có cố lắp vào đây cũng không thể lắp nổi vào đây. Nó kênh ra bên ngoài là tận 1 ly luôn chứ không phải lại ít. Tức là cái đồng hồ này nó bé hơn cái này 1 ly luôn. Đó, cho nên là nếu mà cố gắng bóp vào phát là nó vỡ. Cho nên mình đã không phải xử lý lại. Mình phải xử lý lại để cho cái miếng dán này nó không bị bung ra lửa này. Đó, chứng tỏ là cái này là cái pha modify ở cái một cái khác vào đây. Đó, và bây giờ mình thử. Có thể là mình phải tháo cái đồng hồ trên kia. Mình tháo ra để mình kiểm tra xem cái dưới này như thế nào các bạn ạ. Mình xem là bên trong này nó có gì khác nhau so với cái trên không. Ok, để mình nghe điện thoại các bạn này gọi nhiều quá. Rồi các bạn ơi, đây mình đấu theo kiểu của băng cối Akai đây. Có nghĩa là đi qua một con tín hiệu, lấy tín hiệu âm thanh, đi qua một con diode để lấy ra điện một chiều, bởi vì con này nó chạy điện một chiều và nó lọc bằng một con tụ 4,7mm. Đấu đúng theo kiểu của Akai nhá. Và bây giờ mình thử này. Và khi mình đấu này nó chỉ qua một con trở 4K7 ở trên kia thôi thì nó rất là, đây này, mình bỏ qua con trở này. Mình bỏ qua con trở này cho nên là nó rất là mạnh, cho mình để volume nhỏ thôi. Đây mà bạn ơi, bây giờ mình kích tay này, các bạn thấy vu nhảy không? Đó. Và bây giờ mình sẽ bỏ cái cụm này đi và mình vẫn để qua con trở này và mình thay con này bằng một con diode và một con tụ giống như này để cho nó nhảy. Mình có trao đổi với khách thì khách bảo là vu nó chết, đằng nào nó cũng chết rồi, chú làm sao cho nó nhảy cho anh là được. Cái tầm nó chết rồi thì nếu mà thay phải thay cả cụm này, mà khi mà thay cả cụm này thì đương nhiên là rất khó kiếm. Chỉ có vu trắng, vu của Akai ETX thì nhiều. Hoặc là lên chợ làm quả vu kia, thì nếu mà quả vu kia thì nó cũng chẳng liên quan gì đến cụm này. Đó, cho nên là chính vì thế cho nên bây giờ mình sẽ modify. Đây mình, khi mình kích nó lên như này rồi là vu nhảy rồi. Nhưng mà volume mình đang vặn cực nhỏ luôn, bạn nghe không thấy ra loa luôn. Còn đây mình kích vu trên cho bạn xem nhá. Đây bạn nhìn này, kích vu trên này. Đây là mình vặn hết cỡ rồi á, nó mới lên được như này. Đây mình nhấc chân lên không chạm đất nó còn không ra này. Đó, chạm đất nó mới lên được như này. Tức là mạch này khuếch đại rất bé, nó không khuếch đại mạnh đâu. Cái loa này gọi là loa chỉ là để có như kiểu là kiểm âm thôi, chứ không phải loa mà chúng ta nghe để cho vu nó lên. Và âm thanh khi mà mình bật băng ấy, nó còn vu, nó chỉ nháy được âm 20 thôi, nó không nháy mạnh lên. Đấy, cho nên cái này nếu mà khách mà muốn vu này mạnh lên thì có thể là chúng ta lại phải
modify trong này hoặc là bỏ qua con chờ kia đấu thẳng loa vào đây luôn. Đó, thì nó vu nó mạnh được. Đấy. Đây mình vặn hết cỡ lên này. Sau chân mình chạm đất, mình chạm này nó mới lên được vu. Còn nếu mà băng bình thường là nó không lên vu đâu. Rõ ràng loa là kêu rất to nhưng mà không lên vu. Và bây giờ cái khi mà cụm dưới này nó lỗi thì mình sẽ đành phải modify nó để cho nó kêu, nó nhảy. Để cho làm sao là khách bởi vì cái này là khách để dùng chứ không phải là khách để bán. Các bạn ạ, mà kể cả nói thật ra khách để bán chăng nữa thì dân có tháo cái này ra chả biết được trong này, chả ai đi tháo trong này ra. Bởi vì cứ nhìn thấy vu nhảy là ok rồi các bạn ạ. Đó, đây là mình khi mà máy nó đã bị hỏng vu rồi thì mình phải đầu tiên là mình hàn cái sợi tóc, hai sợi cót này nó bị đứt và mình hàn lại rồi, vu nhảy được rồi. Bây giờ cái này nó hỏng nữa. Đó, nếu mà lắp cái này vào đi chăng nữa, mình đưa vào lên đến 20V AC nó cũng không thèm lên cơ. Và bây giờ mình sẽ nhấc cái con trông như kiểu con Sanyoid này ra này. Nhấc con này ra và mình giữ nguyên con chờ này. Sau mình cho một con diode, con tụ vào xem nó nhảy như nào các bạn ạ. Rồi ok. Đấy các bạn ơi, tình hình là bỏ qua con này phát nó bằng con vu kia luôn. Rồi, bỏ qua con này. Con này mình đoán nó cũng phải là một con diode, bởi vì là khi mà trong cái vu này nó chỉ nhận là điện áp DC thôi. Và trong này nó bao gồm một con diode. Đây mình điện trở mình vẫn câu vào và thêm một con diode, một con tụ vào đây. Các bạn này, điện con điện trở mình vẫn giữ nguyên. Và bây giờ vu nó sẽ bật như này này. Mình phải đặt dựng lên thì nó mới về được vu. Đây nhá, mình kích tay không lên này. Đó. Các bạn thấy nó giật không? Đó, nó bằng luôn cái kia. Vậy là con này khả năng nó là một con diode nằm trong này thôi. Cái này đúng là mình không biết nó là con gì. Rồi, bây giờ mình sẽ đi mình lắp vào bạn. Ok các bạn. Đây các bạn ơi, mình áp sát con tụ vào một con diode sung. Diode sung nhá, không phải diode thường nhá. Diode sung áp sát như này và mình sẽ hàn này này. Trên hai chân tụ này chính là ra đèn ra dây vu này. Đó. Nó vứt con kia đi và lắp một con diode một con tụ như này. Là nó chạy nhá. Nào các bạn ơi, test thử trước khi lắp máy vào này. Đó, hai dây mình câu vào này. Test thử này. Đây có vẻ là cái này này. Nó hơi cao này các bạn này. Mình sẽ phải điều chỉnh cái chân cuối của bên này làm sao khi mà vu quật lên là đến số 3 này thôi. Nó không được lên hết như này. Hoặc là mình sẽ lấy cái thông tin ở bên trên này. Đây. Đây là nó trên số 3 là một tẹo này. Đó mà về là về số 0 này. Đó. Về là âm 20 này. Đó, về âm 20 lên là đến số 3 này, trên số 3 một tẹo. Thì cái này thì mình sẽ chỉnh cho như vậy, khả năng lại phải tháo ra. Đó, như này đang cao quá này. Đó, phải tháo ra. Rồi ok, cái đấy là việc đấy mình sẽ làm và bây giờ mình đi sẽ lắp hoàn thiện trở lại nhá. Ok các bạn. Đây các bạn ơi, chốt lại lần cuối này. Anh em mình vừa chỉnh lại cái đuôi rồi. Và bây giờ lên số 3 mà cùng với cái kia này các bạn thấy không? Ok nhá. Đó. Bây giờ mình đi mình lắp vào trong thôi. Mình bỏ cái dây câu này ra. Mình lắp vào thôi. Nào các bạn ơi, mình test đèn vu sau khi mình lắp trở lại hoàn thành rồi. Và mình cũng sẽ lấy line in để mình kích thử này. Các bạn nhìn này. Lên cả hai vu mà xuống đều cả hai vu này các bạn nhé. Rồi. Vậy là mình đã hoàn thành sửa hai vu này. Lắp đèn trở lại này, vệ sinh mạch, bảo dưỡng mạch này. Vệ sinh và cho dầu bơm mỡ vào cơ này. Ok. Bây giờ là còn cái gì nữa để giải quyết nhỉ? mình thu thử rồi này. Máy này thu rất ok này. Thu cả hai về trái phải luôn bởi vì cái sắt đằng sau nó vẫn đủ này.
Đó, còn cái gì nữa? Bây chỉ còn mình đang thấy cái âm thanh ra nó hơi nhỏ, nhưng mà zin của máy nó là như thế. Zin của máy nó là như thế cho nên là mình sẽ không tham dự vào cái như nó làm như kiểu là nếu mà mình tham dự vào nó gọi là phá zin, mất zin. Bởi vì cái loa này loa kiểm âm thôi. Nhưng mà có một cái như này, khi chúng ta băng của chúng ta thâu mà nó bị nhỏ á, là vù vẫy rất kém, rất bé, rất yếu. Đây là một cái băng mà chúng ta mình chuyên thử máy mà vù của mọi máy lên rất khỏe nhá. Ở cái máy này thì vù nó lại không, nó lại là vù cố định chứ nó không phải là có chiết áp điều chỉnh vù. Đó. Và nếu mà cái máy cái này mà vù nó vẫn nhỏ thì mình sẽ trao đổi với khách, bởi vì ở đây nó có lối tiếp với một con điện trở 4K7. Nếu mà khách hàng muốn vu nhảy nhót khi mà có băng thì mình sẽ phải sửa con 4K7 thành một con 1K và nối tiếp với một cái chip áp để cho làm sao vu có thể nhảy nhót khi mà băng thu bé nó vẫn nhảy. Đó. Hiện tại bây giờ là vu hơi nhỏ. Bây giờ đoạn này băng này nó có bản quyền, mình sẽ cắt cái tiếng của âm thanh và để chúng ta chỉ cần nhìn vu thôi các bạn nhé. Chúng ta chỉ cần nhìn vu thôi. Mình tua đoạn cho nó qua đoạn đầu băng này. Các bạn thấy vu nháy rất là nhỏ, các bạn để ý vu nhá, bởi vì có thể là đoạn này cái bài này nó bị bản quyền, nó sẽ bị YouTube nó cắt tiếng. Cho nên là nếu mà cắt tiếng thì các bạn nhìn hộ mình đồng hồ vu nhá. Đó, vu lên rất yếu, mặc dù là chúng ta mở hết cỡ volume loa rồi, hết cỡ volume rồi, mà nó vẫn ra rất là bé các bạn nhé. Đó, cho nên là bây giờ mình thử line in. Liệu mạch khuếch đại đầu từ con này nó yếu không? Mình sẽ cắm vào tín hiệu line in nhé. Mình ấn power share vào, bật sang chế độ thu. Mình dùng một cái line in thông thường xem. Nào nhạc đỏ Z-Mix cho đỡ bản quyền này. Cái kênh YouTube của cái bạn nhạc sống quê mình này, bạn ấy chơi quả trực tiếp này, bạn ấy kiếm YouTube cực tốt luôn. Gọi là cứ cho chạy. Cứ, tức là như kiểu là cho máy chạy auto ấy, xong rồi bạn chỉ việc thu tiền thôi, rất là thông minh. Bạn ấy mất một con máy tính để cày như kiểu con server, chạy ngày đêm, cứ phát đi phát lại cái bản nhạc đó lên YouTube và có thể lơ mơ bạn ấy dùng đám mây để bạn ấy tự động chuyển sang YouTube ấy, rất là hay. Và cứ thế cứ ai vào phát là có quảng cáo luôn. Nào bây giờ mình bật live in nhá. Mình ấn chế độ thu này. Nào mình cho volume lên này. Hết cỡ này. Hết cỡ này. Từ từ mình bật sang đây xem nó có to hơn không. Không có gì cả. Tiếng này cũng bé.
Chiều nay cũng bé. Đây là máy này khuếch đại âm thanh bé quá. Không có tiếng ra luôn. Mặc dù mình kích tay là nó ra tiếng ấy. Đấy các bạn thấy không? Đấy, kích tay là ra tiếng. À, ra loa đâu? Loa ơi. Đây. Đó, mà mình vào âm thanh này. Các bạn thấy nó nhỏ không? Cực nhỏ luôn. Không hiểu do vì sao. Này nhỏ, nhưng mà khi chúng ta thu vào băng thì lại rất là to. Các bạn nhé, thu băng rất là to. Có nghĩa là mạch khuếch đại ra loa của cái máy này này, loa kiểm âm này này, nó rất là nhỏ. Đó, khi mà cái nếu mà chúng ta lấy cái tín hiệu từ cái đường loa này, speaker out này, thì nó lại rất là lớn. Hoặc là chúng ta sẽ phải lấy đường output này, nhưng mà nếu mà bấm vào đây, cắm vào đây thì nó mình có thể lấy ở đây ra này. Đây, đây ra này. Hoặc là lấy tín hiệu ở đây ra này. Đó, lấy luôn tín hiệu của loa. Cái này là tín hiệu loa nhá. Nhưng mà vu của nó cũng bé các bạn ạ. Vậy là cái máy này không hiểu sao cái tín hiệu khuếch đại âm thanh rất là bé. Đó. Nó không phải là bị một kênh, ví dụ nó bị một kênh thì nó bị lỗi. Nhưng đây nó bị hai kênh nó đều bị thì không hiểu là cái gì. Tín hiệu vào quá bé luôn. Nhưng mà khi mà chúng ta thu vào băng, lúc sau chúng ta phát lại thì nó rất là to. Đấy, nó là đặc biệt là gì nữa. Nếu mà chúng ta cắm vào đường mic này thì nó rất là to này. Mic in này này. Đấy, to lắm. Để mình bỏ cái dây băng nha, nó không bị xóa băng. Để cho nhỏ volume này. Các bạn thấy không? Nếu mà chúng ta cho vào đường mic in thì rất là to. Nhưng mà tiếng vào mic in này bởi vì đường vào nó to cho nên nó bị sẽ bị rè các bạn nhé. Mình sẽ nhỏ cho đường vào nhỏ đi. Cho ít thôi. Nào mà mình cho lên dần này. Cho hết volume ấy. Như này nó sẽ không bị rè tiếng. Bắt đầu nhòe rồi. Như này không nhòe tiếng này. Như này là không nhè tiếng à. Bây giờ đưa vào đường mic in. Đó các bạn à, tức là cái mạch này nó khuếch đại. Nếu mà các bạn lấy bằng tín hiệu âm thanh ra thì nó sẽ to bình thường, nhưng mà mỗi độ cái vu này này, cái vu này nó đang rất là nhỏ. Đó, cho nên nếu mà đưa vào tín hiệu nhỏ mà muốn vu ra to á, thì cái con điện trở 4K7 đó chúng ta lại phải giảm nó đi thì nó sẽ ra vu mạnh lên. Nhưng mà nếu mà vu mạnh lên mà nếu mà chúng ta đưa tín hiệu vào đường mic này là mạnh thì nó sẽ nhòe nhòe. Nào bây giờ mình để lấy mic mình alo thử nhá. Chúng ta thử mic mà. Chúng ta test máy chúng ta phải đầy đủ. Nào mình alo mic xem nào. Alo, alo 1 2. Đây vặn hết mở cỡ mic này. Alo 1 2 3 4. Alo, alo nó không bị nhòe các bạn thấy không? Bởi vì cái tín hiệu mic này là rất là nhỏ. Nói là vu nháy đẹp như này. Alo, hết volume nhá. Alo, tức là mình alo to thì nó mới lên hết. Alo.
Đó, tức là vặn tầm này xem nào. Đây này. Một lửa này. Alo, một lửa. Alo, mình phải hét lên nó mới lên được. Trong mình, lúc mình đang làm việc mà mình không trả lời. Không trả lời âm thanh thế nào. Đấy, thế như này, không tắt được. Trong lúc mình đang làm việc là mình không trả lời Zalo. Bởi vì các bạn ấy gọi Zalo, các bạn ấy buôn cho nửa tiếng đồng hồ các bạn ạ. Cho nên là mình không bao giờ mình gọi trả lời Zalo. Chỉ khi nào các bạn nhắn tin cho mình và bảo là mình cần gọi điện, có việc này mình cần nhờ. Ok, rồi mình đọc Zalo xong mình sẽ chủ động gọi lại. Thế mình sẽ không gọi Zalo cái lúc mình đang làm việc như này, nó mất thời gian lắm. Alo, alo 12, alo. Alo 12. Alo 1 2 3 4 5 6 7. Alo. Alo, 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 alo 4 5 6 7. Alo. Đó, vậy là tiếng mic mạch này vào khuếch đại rất là ok, vu lên bình thường. Mỗi tội music là máy này là không hiểu sao nó thiết kế kiểu gì mà tại sao là tiếng nó bé thế. Hay là cái tiếng này không phải là tiếng này là tiếng phono thì nó khỏe các bạn này. Radio thì nó bình thường nhưng mà phono rất khỏe. Đó, hay là phono nó đầu qua cục dề rồi, nó khuếch đại rồi, bắt đầu mới đưa vào đây thì nó sẽ khỏe hơn, tiếng vu luôn nó mới mạnh các bạn ạ. Nhưng mà mình có test ghi cái máy này sử dụng âm thanh bé như thế mà vào băng lúc ra nó vẫn to bình thường các bạn nhá. Đó, nó cũng có một đặc điểm như thế cho nên là chúng ta không hiểu sao cái máy này thiết kế kiểu gì. Rồi, ok, vậy là phần vu mình sửa xong rồi, hoàn thành rồi. Kiểm tra tín hiệu rồi. Bây giờ là tín hiệu âm thanh vào, nếu mà mình mà cho to mạnh nữa lên thì mình chỉ sợ là nó bị dè thôi. Mà âm thanh vào mà nó dè thì nó không ổn tí nào các bạn ạ. Đây mình mở cái đoạn mà hôm qua mình thu chính bằng băng này nhá, chính bằng máy này nhá. Các bạn xem nhá. Biết phải bằng này em nhỉ. Đúng rồi, bằng này. Mình thu có một đoạn thôi. Tiếng nó rất to. Vẫn là tín hiệu như thế, vu không nhảy mà nó vẫn to bình thường các bạn ạ. Chứ không phải là nó nhỏ. Các bạn thấy không? Đây chính là cái đoạn mà hôm qua mình thu này. Và vu nó vẫn chỉ bé thế thôi. Các bạn thấy máy này thu được không? Đấy, thu cả hai vế luôn. Đấy, vu rất nhỏ luôn. Còn đây là nội dung băng này. Đây đó là nhạc giao hưởng. Vu rất bé luôn. Đó. Nó có một cái gì đó sai sai. Và ở công tắc chuyển vu này ở đằng sau. Chắc mình tắt nguồn thì mình chỉ cho các bạn được. Trên công tắc chuyển ghi phát này. Nó cũng có chuyển của vu. Nhưng mà mình vệ sinh công tắc rồi, nó ngon lành rồi. Không thể nói là do công tắc được. Đây nó có một con chờ 4K7. Con này là 5K hay 4K7? 5K. 5K. Đó. Khi mà chúng ta bấm sang thu là nó đấu cái tín hiệu lên mạnh hơn. Đây hiện tại nó đang chập ở đâu đây.
Đây là đường ra layout này, chính là biến áp xuất âm này. Nó đi qua dây đen này, nó qua con trở này chạy sang đây này, 5K này. Thì đây nó đang ra loa trực tiếp này. Đó là đang ra loa. Và khi công tắc chuyển thì nó sẽ chuyển thẳng vào đây luôn. Tức là chuyển thẳng ra tín hiệu này luôn. Đó, đây là một cặp này. Đây một cặp này. Đó. Đây một cặp này. Đây ra loa trực tiếp này. Đó. Thì khi mà chúng ta bấm sang thu thì cái xuất âm này nó đưa vào vu thẳng. Đưa thẳng vào vu. Đó. Còn bình thường là nó thông qua loa. Lúc đấy là vu thông vào chân này. Xem nào. Đường này, đường layout này, đường loa ra này. Loa ra này. Mình đang không hiểu chỗ này. Nó câu kiểu này là sao nó lại câu đánh chập tín hiệu, chập cái biến áp này, không hiểu. Đây là có một đường là ra loa. Đây chính là đường đen là ra loa. Đó, ra loa trong trạng thái bình thường là nó xuất cái biến áp xuất âm này, đưa thẳng ra loa luôn, màu vàng này, dây ra loa. Và đồng thời nó quay ngược trở lại qua con trở này. Đây, chân vào trở, câu qua 5K vào dây đỏ này, dây ra vu. Đó, dây ra vu và dây đỏ. Dây ra đu vu và dây đỏ. Thì nó câu qua con trở 5K vào đây, để câu trực tiếp sang đây là ra loa, đó. Thì đây là biến áp xuất âm ra, đây là mát của xuất âm. Đó, còn bên kia là dương thì nó đưa vào vu với cả ra loa đây. Thì khi mà chuyển công tắc sang thì cái này nó chập sang đây. Tức là biến áp xuất âm nó sẽ chập sang đây. Chập sang đây. Đó, nó chập sang đó. Và lúc này là cái cực này nó đánh thẳng vào trong vu luôn. Đó, cái xuất âm. Xuất âm này đánh thẳng vào vu luôn. Và lúc này nó nhả ra loa ra. Nó nhả ra loa này ra. Đó. Và đây là và không, mình không hiểu sao là khi mà chuyển thì nó đánh chập cái biến áp xuất âm này luôn này. Đây, từ đây sang đây chập luôn biến áp xuất âm luôn. Đây đường layout nhá. Đây mát của layout nhá. À, của loa ra loa nhá. Và đây là dương ra loa nhá. Khi chuyển công tắc sang nó không chập vào loa nữa mà nó chuyển đánh chập luôn cái biến áp này. Thì lúc đấy vu thì vu lúc đấy là âm đây. Âm của vu vẫn là đây. Và dương thì lúc đấy lại bị đánh chập của bên này rồi. Thì bên này vu làm sao lên được. Không hiểu. Hay là nó biến áp này nó còn có một cái tầng tầng khác nữa. Là nó hai tầng ấy các bạn. Hai tầng biến áp ấy. Đây nó có một con trở nữa này. Đó. Biến áp xuất âm này. Nó có hai tầng của... Đấy, mình không hiểu. Đây hay là đây chỉ là một cái tai để hàn con trở sang thôi. Đó, cái tai để hàn con trở là sang đây, để sang ra loa thôi. Ta đi ra loa bằng một con trở chẳng hạn. Đây xem nào. Đây là còn một cái tai đây ra đây nữa. Để xem nào. Đây, cái chân trong này khả năng là chân ra loa này. Còn cái tai này chỉ là tai con trở đi qua thôi. Còn nghĩa là trong trạng thái bình thường là con trở này sẽ nó sẽ định thiên này, chứ không cấp xuất âm. Từ đây xuất âm sang đây, từ đây xuất âm sang đây đi qua con trở này, đi qua cái cầu dây này sang ra loa này. Đó, đây là mới là cái tai biến áp ra này. Còn con này là con trở. Còn khi mà nó chập lại, khi mà chúng ta chuyển công tắc thì nó nhả con loa này ra, nó chập sang đây. Và cái này nó chập sang màu đỏ này, chập sang màu đỏ này, nó nhả con bên này ra, khả năng vậy. Thì tức là cái tai trong này mới là tai biến áp xuất âm này, còn cái tai này là đi qua con trở, đi con trở ra loa các bạn ạ. Đó, khả năng là thế. Nhưng mà mình đang thấy là cái máy này không hiểu sao là cái tín hiệu vào bé quá, vu bé tí đấy. Cho nên là khi mà nếu mà khách yêu cầu vu cao ấy, mình sẽ con trở này mình sẽ thay bằng, tức là mình vẫn giữ một con trở để làm tránh nó sốc ra loa, nó sốc sốc làm căng cái vu kia, thì mình sẽ lối tiếp một con trở và một con chiết áp vào đây. Mình sẽ điều chỉnh con chiết áp cho cái áp ra vu mạnh lên là được các bạn nhé. Thì lúc đấy chúng ta nhìn vu rõ hơn. Nhưng mà cái tiếng vào đang rất là bé, không hiểu sao, câu hỏi đặt câu hỏi to đùng, không hiểu sao tiếng vào bé thế.
Nhưng mà đấy, các bạn đấy, mặc dù tiếng vào bé nhưng mà thu ra vẫn to nhá, không phải là tiếng vào bé. Bé là lúc ở trên loa kiểm âm là bé thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng âm ly để chúng ta lấy đầu ra ấy, nếu mà mình sẽ trao đổi với khách như này, bây giờ mình sẽ xử lý cái vu này cho nó mạnh lên, chúng ta vẫn nhìn thấy. Và cái loa kiểm âm này lúc bật sang chế độ thu ấy thì nó sẽ rất là bé, bởi vì nó phải đi qua con trở này. Và này, à đây nó đánh chập cái đầu loa này và nó phải đi qua con trở này là mới kêu này. Thì lúc đó là khi mà chúng ta muốn thu là chúng ta phải cắm vào tín hiệu âm ly vào line in của âm ly vào cái kiểm vào cái rắc loa speaker kia. Lúc đó chúng ta sẽ lấy tín hiệu kiểm tra tín hiệu thu bằng âm ly ở ngoài đó. Và cái vu này mình sẽ điều chỉnh cho nó to lên là khách hàng vẫn có thể nhìn thấy được. Đấy. Chỉ có cách là như thế là modify để cho nó nhìn rõ hơn vu thôi các bạn ạ. Còn không thì không còn cách nào. Không còn cách nào. Tức là muốn vu nó nhảy mạnh hơn thì chỉ còn cách đấy thôi. Nhưng mà khi mà vu nhảy mạnh hơn thì micro nó lại một cái như, quay trở lại một cái là khi đó micro thì chúng ta lại rất là to. Vu cho micro lại to quá. Rất là khó, để cái này mình phải trao đổi với khách xong rồi chúng ta làm việc tiếp nhá. Các bạn ơi, mình có trao đổi với khách về tình hình cái vu nó yếu đó. Khi mà chúng ta alo micro thì vu vẫn nháy ok, nhưng mà khi mà chúng ta mở nhạc và line in thì vu nó không đủ mạnh, cho nên là khách bảo là nói chung là mấy khi sử dụng micro đâu, mấy khi cầm mic vào đâu, và ở cái máy này nó không có cái mà để điều chỉnh cái độ lớn của vu cho nó cân nhau ấy, bởi vì nó phụ thuộc vào loa. Chính vì thế cho nên là bây giờ thì ở hai con chiếc áp 5K đó, mình sẽ bỏ hai con chiếc áp ra, hai con trở 5K đó ra, và mình sẽ đấu vào hai con chiếc áp và nối tiếp với con trở 1K, tức là mình giảm nó xuống 1K hoặc là mấy trăm ohm đó để nó cho nó phù hợp với cả vu. Sau đó mình nối tiếp vào một con chiếc áp và chúng ta điều chỉnh vu cho nó hai về nó cân nhau các bạn nhá. Đó, và bây giờ mình đi mình thực hiện điều đó để khi chúng ta bật băng nó sẽ ra vu sẽ vẫy, nhất là được lên đến lửa các bạn ạ. Và chiếc áp đấy mình sẽ điều chỉnh làm sao mà khi chúng ta để chiếc áp ở giữa, mình rất thích điểm giữa của chiếc áp và mình sẽ điều chỉnh ở giữa thì vu vẫy đến lửa là đẹp. Còn khi chúng ta vặn lớn hết chiếc áp thì nó sẽ vu vẫy lên hết cỡ. Còn chúng ta vặn nhỏ hết chiếc áp thì là nó về như kiểu 5K như này các bạn ạ. Và mình sẽ lấy cái chiếc áp nó phù hợp. Có thể là mình lấy cái 103 là 10K. Sau đó mình sẽ chỉnh dần nó về là nó phù hợp các bạn nhé. Bởi vì hiện tại đây 5K là vu hơi nhảy thế này thôi. Thì chúng ta sẽ lấy cái, bởi vì mình ở đây mình không có cái 5K mà mình sẽ sử dụng cái 10K để mình điều chỉnh sang cái khoảng lửa bên kia. Và nếu mà có chiếc áp 5K vào đây thì nó tuyệt vời nè các bạn ạ. Rồi bây giờ mình đi mình lắp cho hai cái này, mỗi cái một chiếc áp, xong chúng ta test thử sau khi chúng ta lắp chiếc áp cho vu nhá. Ok. Các bạn ơi, thật tuyệt vời, mình có cả chiếc áp là mình hài. Mình nhớ mua nhiều nhưng đến nỗi mà không cả nhớ nó nổi là mình có hay không. Đây con chiếc áp, con điện trở gốc của nó này các bạn ơi. Nó là 4K9 5K này. Và con chiếc áp của mình này, các bạn thấy nó 5K không? Quá tuyệt vời luôn. Và chúng ta sẽ lắp con này 5K này vào các bạn nhé. Đó, hai vế, mỗi vế một cái chiếc áp. Ok, bây giờ mình đi mình lắp vào đúng cái vị trí của con trở đó. Mình sẽ lắp một đỉnh đầu, một đỉnh cuối và hai đỉnh này mình sẽ chập vào nhau. Đó, ok. Đây các bạn ơi, cái chiếc áp của chúng ta sẽ nằm như thế này. Mình sẽ sử dụng hai chân hai bên để nó vào hàn vào đúng chân vị trí trở. Và mình có câu một cái dây từ cái chân giữa này sang cái chân bên này. Chúng ta mình đang để chiếc áp ở giữa nhé. Đang để chiếc áp nằm ở giữa đó. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái cuộn băng
âm thanh nó vừa phải, và chúng ta sẽ test thử và chúng ta sẽ điều chỉnh cái vù lại theo con băng đó. Ok các bạn, nào chúng ta lắp băng để điều chỉnh nhé. Đây các bạn ơi, bắt đầu vù nhảy lên rồi. Mình đang sợ bản quyền nha, mình vặn nhỏ tiếng xuống. Mình tắt mute nhé. Đó. Đây bắt đầu chúng ta sẽ điều chỉnh làm sao cho vu lên tầm giữa này là đẹp là các bạn này. Đó. Đó, cái này thì nó nhỏ này, mình sẽ chỉnh nó lên. Ok, bây mình đi mình chỉnh nhá. Các bạn ơi không ăn thua, mình đấu gần như là trực tiếp luôn, mình đấu câu luôn cái dây sang mà nó chỉ được thế này các bạn này. Bởi vì bản chất là cái vu này là mình đã thấy là bị lai rồi. Tức là cái mặt này thì là mặt gì này, các bạn nhìn nhá. Không biết là các bạn có nhìn rõ màu không? Nhưng mà cái này thì là nó hơi xanh xanh, còn cái này nó ghi ghi các bạn ạ. Không biết là bởi cái chụp này là hôm qua mình tháo ra thì cái bên trong lòng nó to hơn cái chụp. Và khi người ta cố tình người ta ấn cái chụp này vào thì nó vỡ toác ra, vỡ toác ở đây. Chính vì thế cho nên là cái chụp này, cái này bị lai này. Và bây giờ cái này lại màu xám, cái này màu xanh. Đó. Cho nên là mình đang thấy là nó nghe có vẻ là cái vu này nó không đúng của cái này hay sao ấy. Tại sao mà nó lại tiếng nó nhỏ, mặc dù là chúng ta nghe tiếng ra bình thường nhưng mà này, cái vu này vẫn nhỏ. Khả năng cao là mình sẽ phải tháo cái ra, mình bỏ lốt con trở trong vu ấy đi. Tức là mình cho ăn thẳng luôn ấy. Đoạn trước mình có quay đoạn mà có lầu con tụ bên trong, mình muốn vẫn giữ con trở đấy để cho hai bé nó cân nhau các bạn hiểu không? Và bây giờ nếu mà nó vẫn nhỏ như này, đây là mình đấu trực tiếp luôn, vặn hết cỡ volume rồi. Không còn cái gì mà vặn nữa đâu. Vu nó chỉ được thế này. Nào bây giờ mình bật sang line in xem là thế nào nhá. Này nhỏ quá các bạn ạ. Này nhìn xấu lắm. Nào mình bật sang line in xem nào. Nào mình bỏ băng ra, mình để chế độ thu xong mình bật line in nhá. Nào. Nào, line in đây rồi. Này này nhỏ quá. Này mà mình kích tay thì rất là to. Đó. Nhưng mà này nếu mà qua điện thoại không thì nó lại nhỏ. Các bạn thấy không? Rất nhỏ luôn. Nhưng mà khi mà line in này nó nhỏ như này, nhưng mà khi mình ghi vào băng thì nó lại to như là băng bình thường này các bạn ạ. Cái ở cái công tắc truyền này này, nó chuyển lúc này là nó chập ra loa, loa đi qua một con điện trở đó. Nó không đi thẳng. Chính vì thế loa là vé là lúc này là đúng rồi, cho nên khi lúc trước mình có bảo là khi mà các bạn thu âm là các bạn phải cắm vào âm thanh vào đây để các bạn kiểm âm ấy. Đó. Chứ không kiểm âm trực tiếp được. Đó. Đó, tiếng bè quá. Line in như này không ổn. Line in vu không nhảy luôn này. Còn ở chế độ ở thế lộ play thì nó lên được một chút rồi. Và cái này nó là biến áp xuất âm, nó dùng qua tràn qua đèn biến áp xuất âm, cho nên là chúng ta gần như là nếu mà có muốn nó mạnh lên thì mình chỉ sợ là vỡ tiếng thôi, chứ còn để mà xử lý mạch để cho tiếng nó to lên thì nó không có gì là quá phức tạp. Mình xử lý tốt luôn, nhưng mà cái gì cái liên quan quá sâu vào thì vào mạch âm thanh ấy, cái thứ nhất là nó không còn zin, cái thứ hai là khi mà thay đổi cái hệ số khuếch đại của mạch ấy thì thật sự tiếng nó liên quan ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh, cho nên là thật sự là mình không muốn tham dự vào cái đó. Bởi vì đôi khi là cái vu này nó nhỏ nhưng mà tiếng ra là vẫn ngon lành, tròn vành rõ chữ, vẫn zin mộc bản của máy thì nó vẫn là tốt nhất các bạn ạ. Cái gì nó liên quan đến chất lượng âm thanh thì chúng ta không nên tham gia quá sâu.
Đó, bây giờ là chỉ còn là vu này nó bé quá này. Có thể là mình sẽ tháo vu, bởi vì đối với cái vu này nó chỉ là cái để chúng ta ngắm, chúng ta nhìn, chứ nó không liên quan gì đến chất âm thanh. Cho nên có thể là mình sẽ bỏ luôn con trở ở trong đấy ra để cho nó mạnh nhất có thể, và chúng ta dùng một con chiết áp bên ngoài chúng ta điều chỉnh cho nó nhỏ đi. Đó, tức là để cho cái vu này nó mạnh nhất. Sau đó chúng ta sẽ chỉnh chiết áp cho nó lui về. Đó. Còn về chất lượng âm thanh chúng ta sẽ không tham gia các bạn ạ. Không nên tham gia vào cái chất lượng âm thanh. Rồi, đây nhá, mình bật cái băng bình thường thì tiếng nó như thế này. Các bạn thấy vô lên này. Đây là mở bài đầu bài hát. Khi mà nó vào. Mình thấy nó nhỏ quá các bạn ạ. Trong khi bài hát này. Đấy, các bạn thấy tiếng ra loa nó to như thế cơ mà. Nhưng mà vu này nó đang khá nhỏ. Cho nên mình đã khả năng là mình sẽ lại phải mất một lần nữa tháo vu ra. Bỏ con điện trở nó đi. Để cho nó đi trực tiếp đi. Sau đó mình sẽ lắp điện trở ở ngoài. Tức là lắp một cái chiết áp. Vừa xong mình hàn đấy. Mình vừa hàn chiết áp xong, bây giờ mình phải đấu tắt chiết áp mà nó tiếng nó vẫn thế này. Vu này nó quá yếu. Bởi vì cái này nó không liên quan đến cái âm thanh, không liên quan đến hệ số khuếch đại âm thanh và chất lượng âm thanh, nên chúng ta thoải mái. Miễn làm sao mà khi chúng ta mở lên line in và băng play out ra mà nó lên được tầm giữa này thì nó đẹp này các bạn này. Bây giờ mình lại mất công mình tháo một lần nữa hai cái này ra. Mình bỏ con trở đi vậy. Bởi vì ngay từ lúc mà chúng ta sửa thì chúng ta muốn giữ gìn. Nhưng mà bây giờ giữ gìn mà nó như thế này thì chúng ta phải modify thôi, biết nào đâu. Bảo ví dụ mà cái tiếng ra nó bé cơ. Nó bé luôn tiếng ra loa này. Thì ok, thì chúng ta phải kiểm tra cái mạch khuếch đại âm thanh. Nhưng mà tiếng ra nó to như thế này rồi thì cần gì. Đây không phải là do khuếch đại âm thanh. Có tôi đợi trong anh khi phố cũ. Đó, tiếng nó to vậy mà bạn. Thì không thể nào đổ tại do mạch khuếch đại âm thanh được. Đó. Mình sẽ lấy tiếng ở đây ra, mình cắm vào ra loa cho các bạn nghe nhé. Cắm vào đây thì loa sẽ mất. Vu vẫn nháy nhưng mà loa sẽ mất. Cái này nó có cái điểm chạm để cho loa. Khi chúng ta cắm cái này vào là nó ngắt loa ra thôi. Tức là cái này là chúng ta nối với cái loa ở ngoài cũng được này các bạn này. Nhưng mà cái công suất này nó yếu cho nên là nếu mà chúng ta cho loa quá lớn thì nó còn nguy hiểm. Đây mình thử xem nào. Xem loa này nó được không nào. Đấy. Các bạn thấy không? Đấy, thì chúng ta lấy cái tín hiệu này và chúng ta đưa ra âm thanh thì nó quá là mạnh luôn. Nào mình đưa ra âm thanh chúng ta nghe thử nhá. Đây các bạn ơi. Mình có lắp cái đầu volume vào để chúng ta tiếp quản được cái vị trí volume nhá. Mình sẽ vặn một lửa này. Đó, và bây giờ mình sẽ lên âm ly cho các bạn xem nhá. Lấy đường ra loa mà line out thì nó rất là mạnh rồi. Tình yêu nào chẳng về đêm. Đó, rất là mạnh rồi. 2 giờ đi. Ta cần nhau, gặp nhau vài lần. Đó các bạn thấy không? Tiếng rất là to, rất là khỏe rồi. Cho nên là không hẳn là mạch khuếch đại nó quá nhỏ. Nào mình thử lấy đường free out xem nào. Đây hôm qua mình có dán cho khách cái này rồi này. Đây ví dụ lấy cái đường Freeam Output đây nhá. Đây Freeam Output. Nó là cái chân số 2 xuống. Chân số 3 từ dưới lên đây. Nào xem nào. Xem tiếng ở đây nó có to không. Cái này như kiểu là cắm từ khuếch đại đầu từ đi ra này.
mình tắt tiếng đi. Tắt tiếng đi. Đó, tiếng này là đó, vẫn ra. Nhưng mà nó bé hơn tiếng ra loa này. Bởi vì nó không qua cái khuếch đại âm thanh các bạn ạ. Đó, như này là vặn volume 2 giờ là 2 giờ này là hơi nhỏ này. Đó. Khi mà nó qua thêm một bộ khuếch đại nó sẽ to lên. Đó. Vậy là nếu mà lấy ở đây ra to thì phải tác động vào mạch khuếch đại âm thanh. Đó, còn nếu mà chúng ta lấy ở đây ra thì nó sẽ là chỉ việc để nguyên như vậy và chúng ta sửa vu thôi. Rồi, ok. Rồi các bạn ơi, mình chốt tiếng như vu như này này. Các bạn thấy vu lên như này được chưa? Đó, khi nó còn lừ đừ như này này. Nên nó không nhanh các bạn nhé. Nó lừ đừ như này. Đó, mình vừa phải sửa hai vu. Và cái trên này, cái ốp bên ngoài này các bạn ạ, đúng là máy zin của máy. Cái ốp này nó bằng gang luôn các bạn nhé. Còn cái này bằng nhựa này. Cái này bằng nhựa. Và cái này là bên trong ruột này nó cũng màu xanh giống như này. Tức là cái này như kiểu là thay hẳn cái mặt này. Thay cả cái khung cả cái mặt này luôn. Còn cái này là màu xám này, đúng zin của máy này. Các bạn nếu mà các bạn để ý kỹ là nó ra cái này là màu xám, còn cái này màu xanh. Đó. Thì cái này là cái zin của máy, nó cái này bằng gang. Đó, cho nên là cái này là bị modify rồi. Rồi ok, vậy là mình đã chốt xong cái đèn vu nhá. Và bây giờ mình sẽ đi mình đang đợi cái chụp bánh tì để về chụp bánh tì này. Mình đang mua ở tận Sài Gòn mang ra các bạn. Thành phố Hồ Chí Minh. Và đơn vị đó đang chuyển cho mình. Và mình sẽ khi mà về mình nắp vào. Ok, vậy máy này là mình xin kết thúc thôi. Bởi vì chỉ có lắp mỗi cái này vào là nó chạy được bằng 7 các bạn ạ. Hiện tại bây giờ là đây là mình đang chạy bằng 3. Đây mình chạy bằng 3. Đây chạy bằng 3 cho nên là tiếng nó băng này nó rên rỉ. Và cái băng này buồn cười một cái là tín hiệu nó không đều. Nó lại lửa bên kia, lửa bên này. Nó như kiểu là stereo, nó trao đổi âm thanh rất là mà. Nó hơi rên cho nên đấy. Rồi, ok. Vậy thôi, mình xin kết thúc video ở đây thôi. Chỉ còn mỗi cái chụp này về lắp vào phát là nó chạy ngon lành luôn các bạn ạ. Rồi, ok. Máy này vậy là sửa những cái gì nào? Đầu tiên là dọn dẹp cơ khí và bảo dưỡng bên trong lòng máy này. Trao dầu mỡ cho phần cơ khí. Nói chung cơ khí của máy này thì nó không đến nỗi nào. Chạy rất ok. Bánh tì này đang rất là tốt các bạn nhé. Đó. Về mạch âm thanh thì ở cái vế phải này. Mình thấy là bên nước ngoài người ta đã thay một con tụ 20 25V. Nhưng mình thấy nó không ổn. Tiếng bên này nó hơi nhỏ hơn tiếng bên này. Và mình đã lắp vào cho một con tụ khác 50V để cho nó khỏe hơn. Và máy hai vế chạy cân tiếng rồi. Đó, và chiếc vu này thì bị khi cứ chạy lên thì nó kẹt ở giữa này. Mình đã tháo ra và mình đã xử lý. Rồi, chiếc vu này thì nó bị đứt điện áp vào cuộn dây. Mình quên mất không đi qua rồi, nó ù ra. Cái này nó bị đứt hai cái cót để nó đưa điện áp vào trong cái khung dây. Và mình đã nối lại cái cót đó và để cho nó chạy được. Và bây giờ nó vẫy rồi. Cái khung này bị vỡ là bởi vì cái vỏ này với cái ruột này nó không đồng nhất. Nó khi mà lắp khít vào thì cái mình dán cái này rồi thì mình khi mình lắp vào đây thì nó lệch như với cái này tận 1 ly cơ. Và mình đã phải đi xử lý để cho nó lắp được khít vào như thế này các bạn ạ.
bây giờ máy đã hoạt động ngon lành rồi. Ok, bây giờ mình đi mình lắp trở lại và mình sẽ để chờ cái này về là mình lắp vào là mình chuyển cho khách thôi. Ok, vậy là mình video cũng khá dài rồi, cho nên mình xin kết thúc video ở đây thôi. Ok, sửa chữa đồ điện dụng luôn. Trân trọng cảm ơn các bạn nhé.